em biết không, tất cả sinh vật trên trái đất đều cần đến nước. Không có gì tồn tại nếu thiếu nước. Nước bao phủ gần 3 phần tư bề mặt trái đất. Ở biển có nước mặn, còn nước ngọt thì ở các con sông, hồ và đầm ao. Nước thì đóng băng, các khối băng thường che phủ đại dương ở Bắc Cực và Nam Cực. Những khu vực có nước là nơi trú ngụ của rất nhiều loài động thực vật khác nhau. Con gọng vó có thể đi trên mặt nước nhờ vào lực căng bề mặt. Lực này khiến bề mặt có khả năng đàn hồi. Nếu nước giảm nhiệt độ xuống mức 0 độ C, nó sẽ đông lại thành thể rắn, gọi là băng. Khi băng tan, nó lại thành nước ở thể lỏng. Nước đóng đá trong tủ lạnh cũng là băng đấy. Khi ở thể lỏng, nước chảy và tràn ra khắp nơi. Nước lấp kín các đồ chứa khi bạn đổ vào và có bề mặt phẳng khi ở trạng thái tĩnh. Khi nước đạt tới nhiệt độ cao nhất định, nó sẽ sôi. Những bong bóng bé xíu nổi lên, vỡ ra và giải phóng hơi nước. Đó là nước ở thể khí. Hơi nước sẽ ngưng động khi gặp vật gì đó lạnh và biến thành giọt nước. Hiện tượng này được gọi là ngưng tụ. Chúng ta sử dụng nước như thế nào? Nước mưa rơi xuống và chảy vào các con suối, dòng sông. Nó được trữ trong những hồ lớn gọi là hồ chứa. Nước được làm sạch. Nước được đưa đến các ngôi nhà qua đường ống ngầm. Và đây, sau khi được sử dụng, nước đi xuống các đường ống lớn gọi là cống rãnh. Nước được làm sạch trước khi chảy trở lại sông hoặc biển. Thực vật cần đến nước, rễ hút nước từ trong đất. Nước đi lên thân cây, tới lá, nơi nước giúp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây. Hơn 2 phần 3 khối lượng cơ thể của bạn là nước. Tại các đồng cỏ khô hạn ở châu Phi, các bầy thú đông đúc tụ tập ở các vũng nước. Chúng canh chừng rất lâu những con sư tử đói trong khi uống nước. Đầm Đước này là một vùng đất ngập nước gần biển. Cây đước thường có bộ rễ dài, khỏe để cây trụ vững ở những vũng bùn lầy. Cá hồi bơi từ biển về đẻ trứng ở chính dòng suối nơi nó ra đời. Có những con gấu đã chờ sẵn ở gần các thác nước để rình bắt cá hồi. Rất nhiều loại thực vật sinh trưởng ở các ao đầm hoặc xung quanh đó. Ao đầm cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn và làm tổ cho nhiều loài chim chóc, côn trùng và những sinh vật khác sống trong nước.